Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui và vinh dự khi là nơi truyền tải những thông tin bóng đá mới nhất trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu thì đêm nay 16 tháng 8 năm 2024 và rạng sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024 sẽ diễn ra các trận đấu đầu tiên của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Ngoại hạng Anh, Serie A và La Liga. Và trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào lịch thi đấu chi tiết các trận đấu đầu tiên của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với những phân tích và nhận định. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu thì rạng sáng nay ngày 16 tháng 8 năm 2024 theo giờ của Việt Nam thì hai trận đấu đầu tiên của vòng 1 La Liga mùa giải 2024-2025 đã diễn ra. Cụ thể trên sân nhà, Athletic Bilbao bị Getafe cầm hòa với tỷ số 1 đều. Trong khi đó, Real Betis được chơi trên sân nhà cũng để cho Girona cầm hòa với tỷ số 1 đều. Có thể nói kết quả hai trận đấu này là khá bất ngờ, đặc biệt là trận đấu giữa Athletic Bilbao và Getafe. Trước trận đấu thuộc vòng 1 thì Athletic Bilbao được đánh giá cao hơn và sẽ có chiến thắng khi được chơi trên sân nhà. Mặc dù vậy, họ đã để cho đối thủ cầm hòa trong trận đấu đầu tiên. Trong khi đó, Real Betis dù được chơi trên sân nhà, tuy nhiên gặp một đối thủ khó là Girona nên họ có được một điểm trên sân nhà cũng là điều đáng quý. Chúng ta nên nhớ rằng Girona đã kết thúc ở La Liga mùa giải 2023-2024 với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và đứng trên cả Atletico Madrid và là một trong 4 đại diện của La Liga sẽ tham dự cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Chính vì thế, việc Real Betis có được một điểm trên sân nhà trước Girona cũng được xem là thành công. Trở lại với lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 16 tháng 8 và rạng sáng ngày mai ngày 17 tháng 8. Trước hết, tại châu Âu thì vào rạng sáng mai ngày 17 tháng 8 sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, đó là cuộc so tài giữa Manchester United và Fulham. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam. Đây là trận đấu mà Quỷ đỏ thành Manchester được đánh giá cao hơn khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford. Mặc dù vậy, sẽ không dễ để thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có chiến thắng trước Fulham, nhất là khi nhìn vào mặt trình diễn của hàng phòng ngự MU trong trận đấu tranh siêu cúp Anh với Manchester City cách đây một tuần. Cũng diễn ra vào rạng sáng mai sẽ là trận đấu mở màn của giải vô địch quốc gia Pháp, Ligue 1. Cụ thể vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8 năm 2024 thì Paris Saint-Germain sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Le Havre. Sau sự ra đi của Kylian Mbappe thì rõ ràng mũi nhọn tấn công của Paris Saint-Germain sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Le Havre không phải đội bóng lớn và 3 điểm dường như sẽ nằm chắc trong tay của nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain ở trận đấu này. Trong khi đó, tại La Liga mùa giải 2024-2025 thì rạng sáng ngày 17 tháng 8 cũng sẽ diễn ra hai trận đấu. Vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2024 là cuộc đối đầu giữa Celta Vigo và Alavés. Trong khi đó, vào lúc 2 giờ 30 ngày 17 tháng 8 năm 2024 giờ Việt Nam, đó là cuộc đấu giữa Las Palmas và Sevilla. Đối với hai trận đấu này thì rõ ràng Celta Vigo được thi đấu trên sân nhà đánh giá cao hơn Alavés. Trong khi đó, dù đóng khách nhưng Sevilla được dự đoán sẽ có chiến thắng trước Las Palmas trong trận đấu vòng 1 La Liga mùa giải năm nay. Đối với bóng đá trong nước thì vào chiều nay ngày 16 tháng 8 năm 2024 sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của U16 Việt Nam trong trận giao hữu tại Trung Quốc. Cụ thể thì U16 Việt Nam sẽ chạm trán đội chủ nhà U16 Trung Quốc vào lúc 14:30 hôm nay ngày 16 tháng 8. Và xét về mọi tương quan lực lượng thì thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo bị đánh giá thấp hơn so với U16 Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là giải đấu giao hữu và đội tuyển U16 Việt Nam sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á sẽ diễn ra trên sân nhà.